Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành đây nhà. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 8, tiếp tục nổ máy 16 con máy. Vâng, máy em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Vâng, hôm nay nô ngày 27 tháng 8 khẳng định với các bác, hôm nay nô máy không có một con nào xấu hết như các bác. Vâng, toàn những con xuất sắc nhất đến từ những thương hiệu như Maruyama, Chukurit, Mitsubishi, Honda, bốn thương hiệu chính bên Nông Cơ Thành Định nha. Và như em đã nói đấy ạ, không có một con nào xấu ở lô này. Hôm nay thợ toàn chọn những con đẹp hết nha. Tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền, các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất. Hôm nay phân khúc CC thì từ 20cc cho tới 33cc. Đó, nhỏ nhỏ có, vừa vừa có, khá khá được một chút có, máy lớn có, 2 thì có, 4 thì có nha các bác. Vâng, để không mất thời gian lâu của các bác nữa, em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác lựa chọn. Vâng, hôm nay có Honda GX25, ngày nào cũng vậy ạ, không có điểm gì chê như các bác, cực kỳ xuất sắc luôn, tùm rơi, tay gò bóp hệ xịn do. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, 33cc lòng 36 ly, phiên bản trung giật trợ lực, lè tay đỏ như các bác. Vâng, lại một con tay đỏ xuất sắc đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33, cũng trung giật trợ lực, lè tay đỏ. Vâng, bên cạnh đó các bác có thể mua bỏ ra túi tiền rẻ hơn được 250.000, chất lượng cũng vậy, các bác có thể mua Mitsubishi TL261 trục giật thương. Vâng, một con Mitsubishi TB không có điểm chê như các bác, cực xuất sắc luôn cho các bác, TB27. Vâng, tiếp tục lại một con Mitsubishi TL231 không một điểm gì chê nữa như các bác. Và bác thấy bình xăng zin của nó này, trắng tinh luôn, cũng phiên bản trục giật trợ lực lè tay đỏ. TL23, TL231 tôm liền, quá xuất sắc. Đó, hôm nay toàn con xuất sắc nha các bác. Vâng, Echo Curit hôm nay cũng ba con xuất sắc luôn nha các bác. Echo Curit đời cao 2620. Echo Curit cũng đời cao 265. Một con 23 đời cao. Echo Curit hôm nay toàn đời cao hết nha các bác, toàn những đời phát gọi là chuyên nghiệp đấy ạ. Vâng, bên cạnh đó các bác có thể mua vừa túi tiền và sử dụng rất hiệu quả, các bác có thể mua những thương hiệu Maruyama này nhá. Vâng, bên Nông Cơ Thành Định thì đa phần như các bác biết đấy ạ, toàn bán hàng hệ thôi. Vâng, nổ máy 100% là hàng hệ nhất nha các bác. Đó, với những phiên bản hôm nay ạ, thì những dòng Maruyama này thì nó sẽ dập Made in Japan, dập đổi Echo Curit, dập logo thương hiệu Echo Curit, Mitsubishi dập Made in Japan, dập đổi không máy, Honda dập nổi thương hiệu Honda nha các bác. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Nâu máy hôm nay nâu nâu mới được có một con. Nói chung bên Nông Cơ Thành Định thì máy đẹp thì cũng rất nhiều, nhưng mà để mà nguyên một nô này không có một con xấu ấy ạ, nó khẳng định với các bác là không ít lắm. Đó, như em đã nói đấy ạ, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền, các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất. Và trên đầu video ấy ạ, em xin nhắc nha, bên Nông Cơ Thành Định khi vận chuyển sẽ không đổ xăng vào nha các bác. Hôm qua có một bác nhân viên nhà em về lại báo lại có một bác khùng lên, không đòi không nhận máy. Thế là nhân viên nó gọi cho bên nhân viên bưu điện. Nhân viên bưu điện bảo là khách hàng không thấy có xăng ở trong máy, không đổ xăng trong máy nên khách hàng không nhận máy. Vâng, em nhân viên nhà em lại đưa điện thoại cho em, gọi điện lại cho ông khách hàng đó. Ông khách hàng nó ống khùng luôn, ông bảo mẹ nhà chúng mày nữa, bây giờ tao không có xăng ở trong máy, tao không thử máy. Vâng, với những cái trường hợp khi vận chuyển nha, nói thật với các bác, không đơn vị vận chuyển nào nó không cho để xăng để nhớt ở trong máy đâu, nó phòng tránh cháy nổ. Khẳng định với các bác, khi mà nó phát hiện ra xăng ấy, nó cho quay đầu ngay lập tức lên là khi các bác chốt đơn. Các bác khi nhân viên tới gần nhà các bác ấy, nhân viên bưu điện ở bưu điện xã của các bác, người ta sẽ gọi điện cho các bác. Đó, khi nó gọi điện xong này, các bác mua xăng, chuẩn bị xăng sẵn ở đó đi. Đó, để các bác test nổ máy. Đó, test nổ máy đúng cái máy mình lựa chọn, ở máy ok thì mình giao tiền cho nhân viên giao hàng nha. Và tránh trường hợp như cái bác hôm qua đi ạ. Đó, và nói thật với các bác là hôm sau lại nhân viên bưu điện lại gọi điện lại cho em. Thì bảo bây giờ ông không nhận máy thì sao hả anh? Bảo thôi chị ơi, chị nói cho để cho ông biết đi, để bên bưu điện người ta không cho nhận hàng. Đó, không biết ông bà nói làm sao ấy mà bác đó nhận được máy. Nói thật với các bác là rất buồn cho những cái bác đó đấy ạ. Đó, cậy hơn tuổi nói, giá bảo nói với bình thường cái tử tế của ông chửi em luôn, mẹ chúng mày nó không đổ xăng, và ở trên video tao thấy mày nói là có đổ xăng, cho một bình xăng về thử máy.
Vâng, với bác nào đã đăng ký bên Nông Cơ Thành Định, nhà nào đã xem rất nhiều video rồi, có cái video nào mà bên Nông Cơ Thành Định bảo là cho Nông Cơ Thành Định cho một bình xăng, bình nhớt để về các bác thử máy ạ? À, các bác cứ lên tiếng đi ạ. À, em chưa hề nói câu đó nha các bác. Vâng, không mất thời gian đâu của các bác nữa, trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng tùy theo từng cái dòng nè. Những dòng nè bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Vâng, một số dòng nè bên tay trái, số ít thôi ạ, bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Vâng, đó là nút sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy nha. Còn khi mà nó nổ rồi ạ, các bác không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nè nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Rồi, rất ô. Vâng, với những cái dòng 2 thì nhớt, các bác phải pha nhớt chứ ạ. Xăng pha nhớt, tỷ lệ pha nhớt là 1/20. 1 lít nhớt là 20 lít xăng, đó là những cái dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn. Với những dòng 4 thì ngày nào cũng vậy, có những có tầm khoảng 2 con 4 thì ở cuối video thôi nha các bác. Đó là những con cuối cùng thì các bác không cần phải pha xăng nhớt. Còn những con đầu tiên này là những con xăng phải pha nhớt như các bác. Và lô chữ D khi các bác chốt máy các bác nhớ cái mã của nó đó nha. Vâng, thích D1 chẳng hạn, giá trị 1.250.000 đồng, một con đời cao đến từ thương hiệu Marujama. Liên hệ hai số điện thoại em vừa nói trên đó, hoặc là kết bạn Zalo cho một tin nhắn chốt D1 rồi ghi địa chỉ, số điện thoại, người nhận là xong. Đó, hình thức rất đơn giản nha các bác. Vâng, và D1 ngày hôm nay giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Marujama, phân khúc cỡ nhỏ 20cc lòng 30 ly, đẹp xuất sắc, giá chỉ 1.250.000 đồng. Với tất cả những cái thương hiệu Marujama đời cao, nó đều sử dụng chế ga ngang, chế Wamoro hết nha các bác. Tôm liền, tay ga giữa, đầu bo chắn cỏ liền cho các bác. Vâng, D1 chỉ có 1.250.000 đồng. Giá này đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, nhìn hơn D1, có D2, D3, D4. Vẫn đến từ thương hiệu Marujama, đẹp xuất sắc. Vâng, con này Marujama, con này 26cc chứ. 26cc. Vâng, với phiên bản 26cc lòng 34 ly đến từ thương hiệu Marujama, có trục giật trợ lực nha. Trợ lực bằng cót kéo, nghĩa là khi các bác chỉ lên cót thôi, cái cót nó giật nổ cho mình nha. Cực kỳ xịn sò luôn, đẹp xuất sắc, sử dụng bố tôm liền, tay ga giữa, đâu có chắn cỏ rìn hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.700.000 đồng cho thương hiệu Marujama, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Đó, kéo nhẹ em thôi, nhẹ nhàng. Găng ti tí. Vâng, bữa nay nhà em có một anh nhỏ nhỏ đẹp trai này ạ. Tuy nó nhỏ nhỏ thôi, cũng năm nay và cũng gần được 6 tháng nghề rồi nhỉ. Mấy tháng? 4 tháng, 4 hay 5 tháng? 5 tháng rồi cơ à? Cứu ơi, sắp ra mở cửa hàng rồi các bác ạ. Vâng, bữa nay cũng chuyên nghiệp lắm rồi nha các bác. D2 chỉ có 1.700.000 đồng cho thương hiệu Marujama, phân khúc 26cc lòng 34 ly. Vâng, chẳng sao nha các bác. Hôm nay chủ nhật thợ nhà em, thường thường nó chủ nhật nó nghỉ. Đó, nên là ông nhỏ nhỏ này, ông thường thường là ông ấy chủ nhật là ông không đi chơi. Mấy cái ông mà nhần 16, 17, 18 tuổi, đến 20 tuổi là chủ nhật ông nghỉ đi chơi hết. Còn có ông này thì ông phụ giúp gia đình, ông chủ nhật cứ chủ nhật ông làm thôi. Thế nào tối nay ông mới giật máy cho em ạ. Vâng, D3, một con đến với thương hiệu Marujama, đẹp xuất sắc, phân khúc 23cc lòng 32 ly. Vâng, Marujama MB2330, 23cc lòng 32 ly, tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác. Và đặc biệt hơn, phiên bản này sử dụng chế ga ngang, chế Wamoro, chế 2 kim nha. Và với những phiên bản này, tua nó cũng nhanh. Và nó là một trong những phiên bản nó thiết kế nhỏ, gọn, nhẹ nhàng nhất mà phát chuyên nghiệp được nha. Đó, phát chuyên nghiệp được luôn đấy ạ. Đấy, các bác có thể thấy ạ, đẹp xuất sắc từ cái lớp sơn rin của nó này. Đỏ au luôn cho các bác. Và chắc chắn rồi, lốc máy những thương hiệu Marujama này có dập Made in Japan, dập nổi như các bác. Tay ga giữ, công tác luôn cho tay. Đâu bỏ rin cho các bác. Giá 1.550.000 đồng D3 ngày hôm nay, Marujama phân khúc 23cc lòng 32 ly, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhẹ nhàng nha.
Vâng, đề bà chỉ có giá 1.550.000 đồng. Đó, các bạn có thể thấy ạ. Ở bên em có thể định bẹt nhanh nhất thì cũng phải cỡ Maruyama. Và Maruyama em để ý một số kênh nó là hàng mặt hàng thương hiệu của kênh của họ đấy ạ. Còn bên em có thể định rất nhiều hàng hệ nha. Echocurit cũng ngon này. Đó, Mitsubishi thì nó là đầu bảng thôi. Thế mà những dòng hai thi, đó, Honda, toàn những cái mặt hàng cao cấp nha. Đó, với những máy bãi thì các bác, như các bác được biết đấy ạ, độ hên xui nó có ở trong đó. Nhưng mà khi các bác mua một trong những con hàng hệ sử dụng chế ga ngang qua model này chẳng hạn, đó, đồng ý là có hên xui nhưng mà cái độ hên xui nó sát soát của nó cực kỳ ít luôn nha. Đó, thêm một chút tiền nữa thôi. Đó, sử dụng những con đời cao cao một chút, đó, xịn sò một chút. Vâng, D4 cũng là đến từ thương hiệu Maruyama, đẹp xuất sắc. Vâng, Maruyama KC2600, 26cc lòng 34 ly. Đó, các bác có thể thấy bình xăng riêng của nó lại trắng tinh luôn như các bác. Tum liền, tay ga hộp xịn sò, đấu vào chắn cỏ riêng hết cho các bác. Giá chỉ 1.750.000 đồng, D4 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc 26cc lòng 34 ly như các bác. Vâng, D4 giá 1.750.000 đồng. Vâng, từ D1 đến D4 là dòng Maruyama nha các bác, là một trong những cái thương hiệu yếu tố ổn định tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hàng đầu đó, nên là các bác chọn những cái thương hiệu Maruyama này đấy, mà để cái mà cái túi tiền nó phải chăng ấy ạ, mà thích một con ổn định tiết kiệm xăng, sau này đồ đạc thay thế dễ, các bác chọn những thương hiệu Maruyama này nha các bác. Vâng, nhìn hơn một chút nữa, các bác thể chọn những cái thương hiệu Echocurit này. Và hôm nay ba đại diện Echocurit đa phần là đời cao hết cho các bác. Vâng, con D5 là một con Echocurit với tên là Echocurit SRE2350. Vâng, 23cc lòng 32 ly. Vâng, với phiên bản này cũng là một trong những phiên bản cao cấp nhất từ đến từ thương hiệu Echocurit nha. Phiên bản trợ lực, chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echocurit sản xuất, tum liền, tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Vâng, với cái chiều công tác này, khi các bác nhận máy nha, các bác để ý cái chiều mũi tên này các bác. Tất cả những con này ạ, nhiều khi nó chữ toàn chữ Nhật đây này. Đó, khi các bác để ý công tác, các bác không biết chiều đó, các bác để ý cái mũi tên này cho em ạ. Cái mũi tên nó quay xuống thì là xuống, là tắt, lên là bật. Đó, còn có những cái trường hợp hôm nay toàn mũi tên quay xuống hết. Có những cái hợp nó chẳng cứ đâu ạ, có cái là quay lên, có cái là quay xuống, các bác cứ để ý. Rồi, con này, ví dụ như con này này, nó lại quay lên. Đó, lên là đã tắt, xuống là bật. Đó, con này quay xuống này. Con này quay xuống này, con này cũng xuống là tắt, lên là bật. Đó, các bác để ý cái chiều mũi tên này nha. Đó, có mũi tên lên này. Đó, còn để ý chữ Nhật thì khả năng là phải biết quá thêm quá tiếng Nhật nữa về sử dụng công tác này các bác ạ. Vâng, D5 là một con đến từ thương hiệu Maru Echocurit 23cc lòng 32 thì đẹp xuất sắc. Giá 1.550.000 đồng D5 ngày hôm nay nha các bác. Các bác có thể thấy cháu này ạ, cháu năm nay 13 tuổi thôi ạ. 13 tuổi mà bữa nay thấy từ cái thao tác giật đóng xe quá chuyên nghiệp rồi các bác ạ. Vâng, D5 giá 1.550.000 đồng. Vâng, D6 là một phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Echocurit, phân khúc 26cc lòng 34 ly, đẹp xuất sắc, nguyên nguyên bản. Phiên bản có trợ lực, chế ga ngang, qua model 2 kim chỉnh, tum liền, tum nhôm, tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đầu bo chắn cỏ rìn hết cho các bác. Giá 2.150.000 đồng D6 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Echocurit có tên là Echocurit SRE2650G, 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, D6 2.150.000 đồng nha các bác.
Vâng, D7 là một con đến từ thương hiệu Echocurit 2620. Vâng, với con này đời nó còn cao hơn hai con này ạ, nhưng mà giá thành nó lại rẻ đi một chút nhá. Đó, với bác nào mà có quan điểm cứ phải đời cao mới là cao tiền ạ, hoàn toàn sai nhá. Đó, với những con đời cao, nói chung mỗi hãng, mỗi thương hiệu nó sẽ đưa ra một cái phiên bản gì đó chất lượng nhất. Đó, chứ không phải là cứ ở cái năm đời cao nó sẽ là giá tiền nhá. Đó, như Mitsubishi cũng vậy, đời TL nó nhỉnh hơn tiền TB một chút. Đó, đời TB nhỉnh hơn đời TU, TU lại nhỉnh hơn đời TUE. Đó, đó là vậy nhá. Echocurit cũng vậy, rất nhiều phiên bản. Vâng, đây là phiên bản Echocurit đời cao. Với bác nào mà thích một trong những con phát cước làm công việc gia đình, các bác chọn con này này. Đó, bên Nhật chuyên phát cước những cái dòng đời cao này như các bác. Vâng, với con này tình trạng của em nó thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Có sử dụng bộ trục giật, có trợ lực, chế ga ngang, chế bơm xăng tự động, chế dòng Echocurit sản xuất. Tum liền, tum nhôm. Eco, tiết kiệm xăng cực kỳ luôn ạ. Những cái phiên bản này cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Echocurit SRE 2625, 26cc lòng, 34 ly, đẹp xuất sắc. Và với phiên bản đời cao này, nó sử dụng tay ga bóp hệ xịn sò cho các bác ạ. Đồng hồ chắn cỏ rin hết cho các bác. Giá chỉ 1.900.000 đồng. D7 ngày hôm nay Echocurit phân khúc 26cc lòng, 34 ly ạ. Vâng, D7 giá 1.900.000 đồng nha. Vâng, cháu lổ để tí găng ti đừng tắt vội nha. Để ký găng ti cho các bác nghe tiếng găng ti nữa nhá. Chưa tắt vội đâu. D7 giá 1.900.000 đồng. Vâng, tiếp tục đến những cái dòng cao cấp hơn một chút thì các bác chọn những thương hiệu Mitsubishi. Vâng, Mitsubishi đời TL thì khỏi phải bàn rồi. Đó là một trong những mặt hàng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Mitsubishi. Tuy rằng nó là đời trung nha, nó không phải là đời cổ mà không phải đời cao. Đó, có những cái thương hiệu như TB, TB, EATL, EATU, ERTU, đó nó lên những cái đời khác. Nhưng mà đời TL là một trong những đời cao cấp nhất. Và nó toàn bộ nó sử dụng chế ga ngang, chế quang rồ, hai kim chỉnh hết cho các bác nha. Vâng, D8 là một con Mitsubishi TL231 đẹp xuất sắc, không điểm chê. Em khẳng định với các bác, kiếm được một con TL231 mà đẹp như vậy cũng cực kỳ hiếm đấy ạ. Đó, TL231 thì đầy, nói thật với các bác, đầy, không hiếm ở trên thị trường. Không thiếu gì ông bán, không thiếu gì kênh bán. Đó, nhưng mà để đẹp như vậy không hiếm lắm ạ. Đó, các bác thấy mình bình xăng riêng của nó này, trắng tinh luôn như các bác. Có trợ lực, chế le đỏ hai kim. Đó, quá xịn sò. Với những dòng le tay đỏ chế quang rồ hai kim này, sáng nó khởi động ạ, các bác bơm xăng này. Đó, bác bơm xăng nó bơm sướng sới này. Các bác bật cái đèn lên và khi nào nó nổ rồi ạ, ga lên, tự khắc nó bật lại. Đó, các bác thấy không? Tự khắc nó bật lại. Và lưu ý những dòng le tay đỏ khi ga lên nó bật lại ạ, thì các bác tuyệt đối lúc bắt đầu khởi động không ga nha, trừ khi lúc nào nó nổ rồi thì các bác mới ga nha, để nó bật lại. Vâng, với phiên bản này thì nó sử dụng bố tum liên, tay ga giữ công tắc nó như thế này. Đầu vào chắn cỏ rin hết cho các bác. Giá chỉ 1.750.000 đồng. D8 ngày hôm nay Mitsubishi TL231 phân khúc 23cc lòng, 32 ly ạ. Vâng, D8 giá 1.750.000 đồng. Giá này đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, khi lên bên công ty thẩm định thì được sự tin tưởng quan tâm của các bác chốt đơn rất nhanh nha. Đó, các bác, những cái bác nào mà chốt chậm chốt hụt thì các bác cứ bấm nút đăng ký kênh. Tối là cũng phát sóng hết ở khung giờ 7 cho đến 7:30. Đó, còn khi các bác muốn chốt luôn đấy ạ, thì các bác liên hệ qua hai số điện thoại Zalo. Chụp cái hình ảnh con này, ví dụ con này TL23 chẳng hạn, chụp hình ảnh nó lại. Đó, rồi yêu cầu con tương tự. Đó, với những thương hiệu Mitsubishi TL23 này, 231, TL26, 261, bên đây có thể nhận rất nhiều con tương tự nha. Còn một số con như Mitsubishi TL261 trục giật trợ lực le tai đỏ, hay là Mitsubishi TL33 trục giật trợ lực le tai đỏ ấy ạ. Đó, có hai những con đó thôi. Đó,
xin lỗi các bạn, em không chốt con tương tự, không có nhiều để chốt con tương tự nha. Vâng, tiếp tới là con số D9 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, đẹp xuất sắc luôn cho các bác. Và hôm nay không có một con nào xấu hết như đầu video em đã nói đấy ạ. Đó, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền các bác lựa chọn phân khúc CC nhỏ to để cho nó phù hợp với công việc của mình nha. Đó, bác nào nhiều vườn nhiều rẫy lên chọn những con 26cc trở lên. Đó, còn bác nào những khu vực phía bắc ấy ạ, các bác mua 20 được, 23 cũng được, có thêm tiền thì mua 26 cũng được ạ. Tại vì em cũng biết ngoài đó một số bác ở khu vực đồng bằng ấy ạ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình các thứ ấy ạ. Đó là người ta các bác phát rất ít, đa phần đặt cái yếu tố ổn định lên hàng đầu nha, chứ còn yếu tố bền không phải đặt đâu ạ. Tại vì các bác không làm máy nó hỏng được để tính cái độ bền, đa phần các bác để lâu quá nó hỏng. Ở đa phần thì em thấy ở khu vực chỗ nhà em, ở quê nhà em ấy, quê em Thái Bình ạ. Rồi mấy ông cậu ông cũng muộn ấy phát cỏ về ông phát. Đa phần ông để ba cái bình xăng mà các bác không vệ sinh khi sử dụng xong ấy ạ. Các bác để một vài tháng các bác đổ hết xăng ra. Đó, các ông cứ để ở móp xăng ở trong ấy ạ. Xong rồi ba cái cao su rồi cái dây xăng nó mềm ra hết. Xong cái chế nó vít hết lại. Đó, tự nhiên là hỏng thôi. Vâng, D8 một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 32 ly với phiên bản chế ga ngang, chế Komoro 2 kim chỉnh. Và tất cả những cái thương hiệu Mitsubishi đời TL, TB, lốc máy đều có dập mết thì ra ban dập nổi nha. Vâng, con này đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Túp rời, túp nhôm, bố côn 260, túp côn thông dụng, tay ga giữ, công tác nôn như tay. Đầu bò rin cho các bác, giá 1.850.000 đồng D9 ngày hôm nay. Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 này ạ. Nghe cực kỳ đã rồi nha các bác. Với những thương hiệu Mitsubishi đời TL, tour của nó cực kỳ nhanh luôn, đồ thay tháo sẵn. Vâng, D9 1.850.000 đồng. Vâng, D10 đẹp xuất sắc đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa nha các bác. Vâng, Mitsubishi TL231. Vâng, đây là một trong những con phân khúc 23cc lòng 32 ly, đắt tiền nhất ở cái phân khúc 23cc nha. Vâng, với tình trạng của em nó thì rin nguyên bản 100% cho các bác. Phiên bản trục giật trợ lực, chế le tay đỏ, chế 2 kim chỉnh. Đó, như em đã nói, như cái con mà số D8 này này, TL231 hay TL23 trên thị trường bán đây. Đó, nhưng mà để một con những Mitsubishi đời TL mà đẹp như vậy, xuất sắc như vậy á, em bán 2.050.000 đồng. Em khẳng định với các bác, em bán phép thêm 100.000 nữa cũng có khách chốt. Vâng, có một số bác chốt về sưu tầm, vừa làm vừa sưu tầm đấy ạ. Đó, các bác thể thấy bình xăng rin của nó này ạ, trắng tinh luôn. Đó, bình xăng rin trắng tinh luôn các bác ạ. Đó, lốc máy Medizaban dập nổi nha. Đó, soi một con thôi ạ, về nhà các bác kiểm tra cứ ở chỗ lốc máy này. Đó, made in Japan dập nồi thì các bác nhận máy nha. Vâng, đẹp xuất sắc. Phiên bản này, phiên bản tum rơi, bố tum 260, tum thông dụng nha. Đó, khi các bác muốn một con máy phát cò, gắn máy xịt thuốc, làm đủ các việc, các bác chọn những con tum rơi. Còn để mà chỉ cho mục đích phát cỏ thôi ạ, các bác có thể chọn những con tum liền, nó rẻ mấy trăm nghìn đấy ạ. Đó, nhưng trên cái con D8 cũng đẹp xuất sắc vậy, 1750, con này trên mấy trăm nghìn các bác ạ. Tay gà giữ, đầu bò rin cho các bác, đầu bò chưa chóc sơn luôn các bác kìa. 2.050.000 đồng D10 ngày hôm nay, Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly. Con D10 này gần như bán này mới được các bạn. Vâng, D10 2.050.000 đồng. Vâng, D11 tiếp tục lại Mitsubishi. Vâng, Mitsubishi này toàn hàng đẹp, hàng đỉnh cao như các bác. Đây là con Mitsubishi TB27, 27cc lòng 34 ly. Đó, như em vừa nói đấy ạ, thì các bác chỉ sử dụng trong mục đích phát cỏ thôi, các bác chọn những con tum liền. Đó, chất lượng máy nó y chang như con tum rời, nhưng mà nó giá thành nó sẽ rẻ hơn mấy trăm nghìn cho các bác đấy ạ. Và đây là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TB27, đẹp xuất sắc, rin nguyên bản. Đó, chẳng qua màu đen, các bác có nhìn thấy màu đỏ, nó không sáng mà màu đỏ thôi. Còn lại tương đối đẹp nha. Đó, các bác thể thấy bô đã, cực kỳ sáng luôn.
từ nước sơn tôm của nó này. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, con này đang sử dụng tay ga hộp giữ công tác luôn trên tay. Đầu bò chắn cỏ thì hết cho các bác. Đầu bò ngược chống cuốn cỏ, quá xịn sò. Đó, từ cái bao da của nó còn in này. Giá chỉ 1.950.000 đồng để 11 ngày hôm nay. Đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TB. TB 27, 27cc lòng 34 ly. Vâng, phiên bản này có trợ lực nha. Tất cả những con TB có trợ lực. Chế Wamro, chế ga ngang, chế hai kim chỉnh nhạc, cực kỳ xịn sò nha các bác. Và với những thương hiệu đời TB này, tua nó còn nhanh, còn nhanh hơn đời TL nha. Mitsubishi đời TB là đời một trong những đời tua nhanh nhất của dòng Mitsubishi như các bác. D11 giá 1.950.000 đồng ạ. Cho nó gà gì, cho nó gà gì. Gà đây. Cầm tay nó, cầm cho nó để nó gà. Tắt đi. Rồi, ông lượn vào trong nhà ngay. D11 giá 1.950.000 đồng nha các bác. Ở các bạn thấy em vất vả lắm, vừa phải review, vừa phải trông con này. Vâng, cao cấp hơn thì các bác có thể chọn D12 và D13 ngày hôm nay. Mitsubishi TL261 đẹp hết nước chấm, đẹp không điểm chê như các bác. TL261 phân khúc 26cc lòng 33 ly. Vâng, với phiên bản trục giật thường và trục giật phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ ạ. Ở máy móc ạ, nó y chang nhau như các bác. Nhưng mà cái phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ nó rất hiếm. Và các bác cũng đặt mua nhiều để tự khắc đẩy giá lên thôi. Em khẳng định với các bác, nếu cái túi tiền em bỏ ra mua hai con TL này ạ, nó ngang tiền nhau thôi. Đó, nhưng mà các bác, do các bác cứ chọn những con TL cứ thích trợ lực cơ ạ. Đó, với những con phân khúc 20, từ 20cc đến 26cc, để mà ở cái độ tuổi ấy, từ 16, 15 thì ạ, 15 cho đến U5, 5, 60, chả cần trợ lực đâu ạ. Một khi nó đã dễ nổ rồi ạ, em khẳng định với các bác, một vòng tua nó cũng nổ ạ, tị tị nó cũng nổ. Nhưng mà một khi đã khó nổ ạ, cái con trợ lực nó còn khó nổ hơn là cái con trục giật thường nha, các bác lưu ý. Còn máy móc, hai cái phiên bản này y chang nhau nha, nó chỉ nâng cấp lên trục giật trợ lực thôi ạ. Và cái giá thành hôm nay em bán kênh nhau cả 250.000 đây này. Đó, đấy là tùy các bác thích chọn nào chọn. Vâng, còn D12 là một con Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật thường. Chế ga ngang, chế Wamro 2 kim chỉnh, tum rời, tum nhôm, bộ côn 260, đẹp xuất sắc. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Đầu bò chắn cỏ rìn hết cho các bác, đầu bò ngực chống cuốn cỏ. Giá 2.500.000 đồng, D12 ngày hôm nay. Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33 ly ạ. Một tí đây. Đó, các bác có thể thấy máy ạ, cực kỳ êm luôn nha. Đó, tiền nào vài đó. D12 2.500.000 đồng. D13 báo giá luôn là 2.750.000 đồng. Đó, với những thương hiệu này nói thật với các bác, ngày em cũng phải đắt đấy ạ. Nhưng mà đắt cũng không có mà bán. Và em review con này chắc em cũng không quảng cáo nhiều đâu nha. Xuất sắc luôn. Đó, riêng nguyên bản 100% cho các bác. Phiên bản trục giật trợ lực, chế le tay đỏ, chế hai kim chính, tum rời, tum nhôm, bộ côn 260, quá xuất sắc. Tất cả những thương hiệu Mitsubishi TL em vừa nói đấy ạ, lốc máy đều có dập, mấy đi ra bàn dập nổi nha, em coi phải soi. Các bác về cứ kiểm tra, Mitsubishi TL không có lốc máy những cái phiên bản, có ngoại trừ những cái phiên bản TL33 này, có một số phiên bản nó có đập dập ô vuông thôi, có ít thôi, nó ở trong những con máy rạch nước nó mới có. Vâng, con này thì xuất sắc luôn, tay ga giữ, công tác luôn cho tay, đầu bò chắn cỏ rìn hết cho các bác. Giá 2.750.000 đồng, D13 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ ạ.
Vâng, D13 2.750.000 đồng nha. Vâng, với những cái dòng ne tay đỏ này, em sẽ giải thích thêm để cho các bác dễ hiểu nha. Cũng có một số bác đã hiểu rồi, cũng có một số bác chưa hiểu. Với những cái dòng ne tay đỏ và những cái dòng đóng ne thường này này ạ, toàn bộ cái phần từ cái ne này ạ, nó giống nhau hết nha, y chang nhau hết. Khi em nhấc cái quả ga này, em tháo cái quả ga này ra, em nhấc cái quả ga này, em đẩy sang này, nó là chế le đỏ tự động. Đó, chứ không phải là le đỏ là tự động, để nó thiết kế cao cấp hơn, nó ngon xịn sò hơn đâu nha. Đó, và cái này á, thay vì le đỏ tự động là cái nguyên lý hoạt động của nó ạ, nó nhấc cái quả ga lên, mình bật lên này, đó là nó nhấc cái quả ga lên này. Các bác để ý này, nó nhấc quả ga lên nha. Đó là nó làm cái cho cái họng xăng nó kín lại, là tự xăng là nó từ trong bình xăng con nó vào buồng đốt, nó có một nguyên lý hoạt động thôi. Còn thay vì nó nhấc quả ga này ạ, nó không nhấc, thay vì như le đỏ nó nhấc quả ga này, thằng này đóng trực tiếp luôn. Đó, và thằng le này bao giờ cũng kín hơn nha. Một buổi sáng là bao giờ thằng này nó cũng dễ lổ hơn thằng le đỏ đấy ạ. Nói chung dễ hiểu hơn được 1 đến 1 phát giật thôi ạ, 1-2 phát giật gì đó. Vâng, tiếp tới con số D14, một phiên bản được rất nhiều bác mong chờ. Mitsubishi TL33, phiên bản trục giật trợ lực lè tay đỏ nha các bác. Tình trạng thì nguyên bản hết cho các bác, bình xăng lớn thay mới thôi. Vâng, với phiên bản Mitsubishi TL33 ấy ạ, nói thật với các bác, phiên bản thường nó đã khó rồi. Phiên bản trục giật trợ lực lè tay đỏ này, chỉ có tháo rạch nước ra mới có thôi ạ. Còn những con máy cần gần như là không có. Một là tháo ở rạch trước, hai là tháo ở những con bao lô, máy bao lô ấy ạ, thì nó có, với có những phiên bản này. Vâng, với phiên bản là như em đã nói ạ, trục giật trợ lực lè tay đỏ chế Guamaro, chế 2 kim chỉnh chắc chắn rồi. Lốc máy Made in Japan dập nối. Vâng, với con này thì đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm, bố côn 330, tum lớn, côn lớn nha. Đó, con này cũng chắc cũng phải quảng cáo nhiều đâu. Và con này hôm nay em cũng phép cũng tương đối đắt nha các bác. Đó, các bác thông cảm. Tay gà giữ đầu bò rin cho các bác. Giá 3.900.000 đồng D14 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33, đẹp xuất sắc, 33cc lòng 36 ly, phiên bản trục giật trợ lực le tay đỏ ạ. Tiền nào của đó nha các bác, nghe cực kỳ đã luôn. D14 3.900.000 đồng. Vâng, từ D1 đến D14 đều là dòng 2 thi, xăng phải pha nhớt, và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn thì các bác pha tỷ lệ cao hơn. Vâng, bên Động Cơ Thành Định có những mặt hàng 2 thi, ngoài là có những hàng mặt 4 thi để phục vụ các bác nha. Đó là một cái phần gì khác so với những kênh còn lại. Kênh còn lại thì ở trên thị trường họ cũng có bán đấy, nhưng mà ít thôi. Đó, và đa phần của họ chỉ bán những cái mặt hàng như Makita, Robin. Còn những Honda này ạ, đây là mặt hàng chuyên bên Đông Cơ Thành Định. Và nó Honda thì nó cũng không về nhiều đâu. Một ngày, một video nào cũng có những con 2, con 3 con video ở Honda ở trong đô là cũng đã nhiều rồi nha. Chốt bao nhiêu chỗ với được Honda như vậy các bác. Đó, và như em đã nói đấy ạ, lô hôm nay không có con nào xấu đâu ạ. Đó, tùy theo mục đích công việc, tùy theo túi tiền, tùy theo độ thích của mình để mình chọn những con phù hợp. Vâng, con 10D15 và D16 đều đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc lòng 35 ly. Với phiên bản tum rời, tum nhôm, bố côn 260, tay ga hộp hết cho các bác, đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác nha, đẹp xuất sắc. Giá 2.900.000 đồng, D15 ngày hôm nay. Honda GX25, và với những thương hiệu Honda GX25, lốc máy có dập Honda dập nổi và logo thương hiệu Honda ở chỗ này để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật nha các bác. Đúng rồi, rất nổ. Vâng, D15 2.900.000 đồng nha. D16 cũng vậy, hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, đều có giá 2.900.000 đồng cho thương hiệu Honda GX25 ạ.
Vâng, D15 và D16 đều đến từ thương hiệu Honda GX25, đều có giá là 2 triệu 900 ngàn đồng. Vâng, các bác lưu ý nhá, ở trên video đã quay kỹ hết rồi, thông số máy, kỹ thuật máy, những cái gì bình xăng thay hay là cái gì thay em đã nói rõ ràng hết trên video rồi. Và khi các bác chốt đơn, các bác có sử dụng Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa nha. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận. Tuy nhiên vẫn còn một số bác chưa tin tưởng cửa hàng, anh quay lại cho tôi vài con này, thì ông đếm ra tầm chắc 3-4 con quay lại ạ. Thật các bác không có thời gian quay lại nha, và tuyệt đối kể cả một con em cũng không quay lại đâu ạ. Em sẽ gửi hình ảnh cho các bác. Và nói thật với những cái nô máy đẹp bên Đông Quê Thành Định như thế vậy ạ, em khẳng định với các bác, với những bác nào bỏ quay lại ạ, nói thật với các bác, lúc các bác chỉ cần nhắn tin vậy đã chốt rồi ạ. Không, và đặc biệt vị các bác cũng làm như em thôi. Bác nào dễ tính, bác nào chốt trước thì em chốt trước. Đó, chứ còn không thể chờ các bác quay lại rồi soi cái đầu bò rồi soi cái nọ soi cái kia. Vâng, ở trên video cũng soi rất rất kỹ rồi nha các bác, mong các bác thông cảm. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 16 con. Em sẽ nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng, bác nào chưa thích con nào là chưa chọn được qua la chốt chậm chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 7 giờ 30 phút buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng. Và nhất là khi các bác chốt chậm chốt hụt, các bác kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo và yêu cầu tôi muốn con tương tự. Đó, như trên video nó đã, ngoại trừ những con trục giật trợ lực lìa tay đỏ đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 hoặc TL33. Tạm thời nó cũng mặt hàng đó nó không có nhiều, em không chốt con tương tự. Còn tất cả những con Honda này, đó, tất cả những con phân khúc 20 đến 26 của tất cả các hãng em vừa quay trên đó, em sẽ gửi các bác con tương tự, có những con còn đẹp hơn nữa nha các bác. Vâng, em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.